Xin chào tất cả mọi người và chào mừng game đã tiếp tục quay trở lại với tựa game Demon Slayer. Lại là tôi đã về đây. Như mọi người đã biết thì ở tập trước tôi đã chính thức được trở thành một thợ săn quỷ rồi. Tôi đã đi khắp nơi và tiêu diệt những cái con quái vật ở khắp các bản làng. Và ngày hôm nay thì tôi vẫn đang trong quá trình làm nhiệm vụ đây. Anh em thấy chưa? Làm thợ săn quỷ nó khổ lắm, nó không hề sung sướng như mọi người nghĩ đâu. Suốt ngày phải đi chém giết xong rồi chiến đấu với những con quái vật kinh tởm thôi. Nó chả có cái gì vui cả. Rất là mệt mỏi luôn. Nói chung là hiện tại thì tôi đang đứng ở trong một cái căn nhà cùng với một cô bé nào đó anh em ạ. Nghe nói là anh trai của cô bé này đã bị một con quỷ bắt vào đây. Thế nên là tôi đang trong quá trình đi điều tra đây này. Cứ yên tâm đi cô bé, không phải sợ hãi gì đâu. Có thợ săn quỷ ở đây thì làm gì phải sợ. Chắc chắn là cái con quái vật đấy nó sẽ không trốn được lâu ở trong này đâu. Úi dồi ôi, lại còn cào hết cả lên tường thế này. Trời đất, thậm chí là có cả một căn phòng đầy máu các bạn ơi. Quỷ gì mà kinh vậy nhở? Có vẻ như nó đã giết rất nhiều người xung quanh đây. Từ từ để xem nào. Hình như tôi đã cảm nhận được cái mùi của con quỷ này rồi. Chính là căn phòng trên kia. Hello. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi à cu. Trông cũng có vẻ cao to đấy. Nhưng mà gặp thợ săn quỷ như tôi thì nó tiêu đời rồi anh em ạ. Ui, cái gì vậy? Nó vừa điều khiển nghiêng cái căn nhà này. Có sao không em gái? Trời đất ơi, con quỷ này sức mạnh ảo vậy. Kia kia lại nữa kia. Hình như nó điều khiển nghiêng căn nhà bằng cái trống ở trên vai của nó thì phải. Phải tranh thủ tấn công thôi anh em ơi. Chứ tôi thấy là cái con quỷ này nó cũng không hề bình thường chút nào đâu. Làm sao? Giỏi thì điều khiển nữa đi. Cố gắng không để tay của nó chạm vào cái trống kia là được. Nếu không là nó sẽ nghiêng cả căn nhà mất. Thôi xong rồi. Ui, đâu rồi? Tôi hình như đang ở trên trần nhà anh em ơi. Ây da, chóng mặt quá. Thế còn chiêu này thì sao? Quái vật cầm trống hả mày? Hãy đỡ lấy. Trời, sao nó vẫn có thể sống sót sau pha đó được? Không 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 không, tay nó lại đánh trống rồi. Tại sao sức mạnh của con quái vật này khó hiểu bây giờ? Cố gắng phản công nhanh nào. Không thể thua cuộc một con quái vật đét diêu như thế này được. Nó sơ hở rồi kìa. Bây giờ tôi chỉ cần dồn hết vào một nhát chém và chặt vào đúng điểm yếu của nó là được. Này thì gõ trống này. Đau đầu thực sự anh em ạ. Trống với chả kèn chứ. Chứ bây giờ tôi đánh một con quái vật nào mà nó điếc tai như thế này đấy. Cuối cùng cũng xong rồi. Tôi đã giải cứu được anh trai của cái cô bé này anh em ơi. Cũng may là chưa bị ăn thịt. Ây da, chào mọi người nhá. Sau khi tiêu diệt con quái vật gõ trống ở trong cái ngôi nhà kia thì tôi lại chuẩn bị lên đường để đi làm nhiệm vụ đây anh em ơi. Nhưng mà tôi sẽ không đi một mình đâu, mà tôi sẽ đi cùng hai người bạn mà tôi vừa mới làm quen được. Một thanh niên có quả mũ lợn rừng trông khá là ngầu và cậu ta sinh sống ở xung quanh đây. Cậu ta cũng là một cái kiếm sĩ khá là khỏe. Còn thanh niên tóc vàng này là Zenitsu. Tôi đã từng gặp cậu ta một lần ở trong cuộc thi thợ săn quỷ rồi. Và tôi cũng chưa rõ sức mạnh của cậu ta là gì nữa. Nói chung là có hai thằng đi cùng ở phía sau như thế này nó cảm giác an toàn hơn rất là nhiều anh em ạ. Chứ đi săn quỷ một mình thì nó nguy hiểm lắm. Hy vọng chúng ta sẽ trở thành một cái biệt đội thật là mạnh. Đi tới đâu là quái vật nằm tới đó. Ha ha. Và nhiệm vụ tối nay của bọn tôi là sẽ phải đi điều tra ở bên trong cái khu rừng này. Nghe nói là ở gần đây xuất hiện những cái con quỷ nhện. Bọn chúng mặc những cái bộ đồ màu trắng trông có vẻ khá là kinh. Và nó đã tiêu diệt rất nhiều những thợ săn quỷ và người dân xung quanh. Thế nên là bọn tôi sẽ phải điều tra vào tối nay xem sao. Ở kìa, tôi quên mất là cái thằng tóc vàng này là một cái thằng rất là nhút nhát anh em ơi. Tại sao tôi lại dẫn nó đi cùng nhỉ? Gì mà chưa gặp quỷ đã ngồi sợ hãi rồi. Thôi kệ nó ngồi ở đấy khóc lóc đi. Không vào thì thôi. Tôi và thanh niên lợn rừng đi vào hai người cũng được. Chả hiểu cái thằng tóc vàng đấy nó làm thợ săn quỷ cái kiểu gì mà suốt ngày sợ hãi thế không biết. Mỗi cái rừng tối cũng không dám đi vào anh em ạ. Khổ thật. Nhưng mà công nhận là nhìn xung quanh nó cũng kinh dị đấy chứ. Mạng nhện nó đóng ở khắp nơi luôn này. Chúng ta sẽ phải cẩn thận. Vừa đi vừa nhìn xung quanh xem là mấy cái con quỷ nhện đó nó ở đâu. Ô, đằng trước có con gì kìa. Từ từ nào. Úi dồi ôi, cái con sinh vật này nó còn không có đầu anh em ơi. Nhưng mà hình như nó không phải quỷ nhện đâu. Bởi vì theo như tôi được biết thì bọn quỷ nhện nó mặc đồ màu trắng mà. Cái con này nó còn cửi trần nữa chứ. Xử lý nó nhanh rồi đi tiếp nào anh bạn lợn rừng. Cũng chả có gì khỏe cả đâu. Chém vài phát là nó đi rồi.
Sao? Ái da! Mà hình như đây mới chính là kẻ vừa điều khiển cái con quái vật vừa rồi anh em ơi. Nó điều khiển bằng tơ nhện của nó thì phải. Ném tôi lên đi nào anh bạn lợn rừng. Lao từ trên chém xuống nó sẽ không đỡ nổi đâu. Đúng là quỷ nhện rồi anh em ơi. Đó. Thế là xong một con. Trong lúc bọn tôi chiến đấu thì thanh niên Zenitsu này vẫn đứng ở đây để chờ đợi bọn tôi quay trở về. Và đứng được một lúc thì cậu ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Thế nên là cậu ta quyết định đi tìm bọn tôi. Và cậu ta đã đụng mặt phải một hang ổ của một con quái vật quỷ nhện. Thôi xong thanh niên này rồi. Bảo đi cùng tôi với cả thanh niên lợn rừng thì không đi. Lại còn ngồi sợ hãi xong bây giờ đi tìm rồi lạc vào đây. Trời đất ơi, lại còn trốn cả lên cây nữa chứ. Thanh niên này làm thợ săn quỷ kiểu gì nhút nhát vậy trời. Ngồi im một chỗ thì không ngồi, đi tìm tôi làm cái gì không biết. Rồi thôi xong, ngất luôn. Nhưng không ngờ rằng Zenitsu đã bộc lộ sức mạnh của cậu ta khi đang ngất. Con quỷ nhện thấy rất bất ngờ khi từ một người sợ hãi như vậy mà lúc ngất đi cậu ta lại trở thành một người rất là dũng cảm. Hắn đã ra lệnh cho bầy nhện con lao lên. Nhưng mà sức mạnh của Zenitsu quá lớn và cậu ta đã đẩy bọn chúng ra. Tất cả chỉ nằm trong một nhát chém. Và cậu ta đã tiêu diệt được con quỷ nhện thứ hai ở trong khu rừng này. Trong lúc thanh niên Zenitsu kia đang ở một mình thì bọn tôi vẫn đang trong quá trình đi tìm những con quỷ nhện tiếp theo. Tôi và thanh niên lợn rừng rất là nóng lòng. Bọn tôi đã đụng mặt một con quỷ gì đó mà cái da của nó rất là cứng. Và lợn rừng không thể chém nổi cái con này. Và trong lúc đó thì tôi đã gặp được cái con quỷ tiếp theo. Không biết nó như thế nào nhưng mà nhìn trông có vẻ khá đáng sợ anh em ạ. Phải chiến đấu cẩn thận mới được mọi người ơi. Có vẻ như con quỷ này nó có những sức mạnh rất là kinh khủng mà tôi chưa biết được. Tốc độ của nó cũng rất là nhanh nữa. Úi dồi, thực sự tôi chưa chém trúng nó phát nào cả. Nó có thể đỡ được pha này sao? Ảo vậy. Trời, thế con quả lốc xoáy nước này thì sao? Đỡ hộ cái. Vớ bẩn này. Ui, cái gì vậy? Nó vừa cắt đứt thanh kiếm diệt quỷ của tôi bằng một cái tơ nhện anh em ạ. Con quái vật này kinh khủng vậy trời. Khổn rồi. Nếu không có cái kiếm này tôi sẽ không thể chém nổi nó mất. Không sao, đành phải chiến đấu bằng thanh kiếm gãy này chứ làm thế nào bây giờ. Cố lên nào. Tôi sẽ dồn hết sức lực của mình vào cái mẩu kiếm còn lại. Ui ui ui, sức mạnh gì vậy? Nó bắn ra cả một cái chùm tơ nhện anh em ơi. Đau vậy. Phải cố gắng né thôi. Ổn rồi. Con quái vật này nhìn nhỏ con mà sao khỏe vậy nhở? Không biết là người bạn lợn rừng của tôi với cả Zenitsu đang như thế nào nữa. Họ có gặp nguy hiểm không ta? Kìa kìa, lại nữa kìa. Sức mạnh của con quái vật này kinh khủng thật. Trời, nếu mà không né được hết mấy cái đống này tôi có thể nằm gục ở đây mất. Phải nghĩ ra một đòn phản công mới được. Đấy rồi. Giờ thì định làm gì đây? Né hết đống này nào. Mấy tớ nhện này xưa rồi. Ăn phát này là nó sẽ đi luôn. Ui, nó tính làm gì vậy? Một nguồn năng lượng đỏ đã được truyền vào những cái tơ nhện. Thôi xong rồi. Bây giờ nó có thể cứa được đứt đá với cả gỗ kia. Công lực của cái tơ nhện này nó đã tăng lên gấp bội lần. Thôi xong rồi anh em ơi. Nếu bị cứa một phát thôi tôi có thể đi luôn ngay tại đây. Làm sao giờ? Sức mạnh của tôi không thể chống lại nổi cái thế lực này. Cái gì đây? Tôi có thể sử dụng được hơi thở mặt trời. Không thể tin nổi anh em ơi. Quả sức mạnh gì thế này? Giờ thì đỡ làm sao được. Bây giờ thì không phải hơi thở nước nữa đâu. Chém tới tấp nó nào. Khỏe thực sự anh em ơi. Tại sao tôi có thể sử dụng được cái sức mạnh này nhở? Con quái vật này xong với tôi rồi.
Làm sao đỡ đi. Chém hết. Em gái tôi cũng đã xuất hiện và truyền một thứ gì đó để phá hủy tơ nhện của thằng kia. Tôi nghĩ đây là cái con quỷ nhện mạnh nhất ở trong cái khu rừng này rồi. Nó đã tiêu diệt rất nhiều người. Và đây sẽ là ngày mà tôi báo thù nó. Tuy là nó đã phá vỡ cây kiếm của tôi, nhưng mà sức mạnh hơi thở mặt trời này thì làm sao mà đỡ được. Xong. Và sau khi chiến đấu cùng những cái con quỷ nhện rất là kinh khủng, thì đột nhiên tôi được đưa vào một cái nơi nào đó để nghỉ dưỡng này anh em ơi. Trông có vẻ khá là xịn đấy chứ nhỉ. Người bạn Zenitsu với cả người bạn đầu lợn rừng của tôi cũng đã được đưa vào đây. Bọn họ có vẻ rất là an toàn. Hình như là ai đã cứu bọn họ chăng? Công nhận là càng ngày càng xuất hiện nhiều con quái vật nguy hiểm anh em ạ. Như cái con quỷ mà tôi đối đầu dạo gần đây nó không hề bình thường chút nào rồi. Mà hình như cái chỗ này quen quen. Tôi đã nghe nói tới cái chỗ này ở đâu đó rồi thì phải. Có lẽ nào đây chính là nơi sinh sống và nghỉ dưỡng của những thợ săn quỷ đứng đầu hay sao? Vậy là chắc hẳn bọn họ đã cứu tôi. Ây da, thế thì nghỉ ngơi ở đây một thời gian thôi chứ còn gì. Nói chung là bây giờ tôi cũng bị thương khá là nặng anh em ạ. Thế nên chưa thể đi làm nhiệm vụ luôn được đâu. Và thế là sau một thời gian thì bọn tôi đã tập luyện ở đây. Hơi thở của tôi cũng đã mạnh lên rất nhiều sau từng năm tháng. Không chỉ vậy mà tốc độ của tôi nó cũng được tăng cao lên rất nhiều nữa. Tôi đã càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì cũng đã tới cái ngày mà bọn tôi bình phục trở lại và có thể tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Và chính là ngày hôm nay. Nhưng mà nhiệm vụ lần này của bọn tôi thì nó sẽ không hề đơn giản chút nào đâu. Bởi vì bọn tôi sẽ phải điều tra về một cái con tàu. Và đây chính là một cái con tàu quỷ. Nghe nói là bất cứ ai khi lên con tàu này cũng sẽ đều biến mất và không rõ lý do là gì cả. Thế nên hôm nay bọn tôi sẽ thử lên một chuyến xem là nó như thế nào. Ây da, nhìn xung quanh có vẻ con tàu cũng khá là bình thường đấy chứ. Mọi thứ đều tiện nghi và thoáng mát anh em ạ. Không hiểu là có quỷ gì trên này nhé. Ô, tôi gặp được cả Rengoku ở đây này. Một người đứng đầu trong việc sở hữu hơi thở của lửa anh em ạ. Tại sao anh ta lại ở đây nhỉ? Được đấy, được đấy. Thế này thì không phải lo gì về việc có quỷ trên tàu rồi. Thề luôn là cái anh giai này mạnh lắm anh em ơi. Bọn tôi đỡ phải làm nhiệm vụ rồi. Ây da, có con gì kìa anh giai Rengoku ơi. Đúng rồi, xử nó hộ em đi. Thế này thì làm sao mà đỡ được. Hãy cho nó biết người sử dụng sức mạnh hơi thở của lửa là ai đi anh giai. Đúng rồi, cho nó một nhát đi. Ui dồi ôi, đi luôn. Hay quá, đúng là idol của tôi có khác. Nhưng mà từ từ mọi người, hình như trên nóc tàu cũng có cái con gì này. Trời đất, tàu gì mà lắm quỷ vậy trời. Ôi, tôi sẽ phải chiến đấu với con này ở trên nóc tàu sao? Cẩn thận mới được anh em ơi. Bởi vì chỉ một nhát bắn của nó tôi có thể rơi xuống đường dây ngay lập tức. Ôi ơi, từ nào. Tàu gì mà lắm ma quỷ vậy trời. Ây da, khỏe quá nhở. Lại còn bay nhảy lượn lượn như siêu nhân nữa chứ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tôi sẽ phải né những cái đòn của nó trước đã, sau đó mới có thể phản công được. Nào đỡ đi. Đỡ hộ pha này. Cũng dễ đấy chứ. Cũng không khó lắm anh em ạ. Úi dồi, gì vậy? Tôi đã chém bay đầu rồi mà nó vẫn biến thành một cái gì đó anh em ơi. Vẫn chưa chết à? Tôi sống rồi. Con này nó nhìn trông giống quái vật đầm lầy hay gì vậy? Nó đã nhập vào bên trong cái con tàu. Chính xác hơn thì là nó hợp nhất với con tàu này ý. May quá, anh bạn lợn rừng này lại lên đây chiến đấu cùng tôi rồi. Cẩn thận nào. Hy vọng là những người ở bên trong tàu vẫn còn ổn anh em ơi. Ủa ôi, con quái vật này biến thành cái gì vậy? Nó đã biến thành một con quái thú màu tím anh em ơi. Trông dị thực sự. Thì ra đây chính là lý do mà tất cả các hành khách khi lên tàu đều biến mất. Bọn họ đã bị con quỷ này ru ngủ vào lúc nửa đêm. Và nó đã ăn chì tất cả mọi người. Cũng may là ngày hôm nay tôi đã xuất hiện ở đây để ngăn cản cái con quái thú này. Cẩn thận đó anh bạn lợn rừng. Chúng ta sẽ phải né đòn của nó trước. Trước hết thì tôi sẽ tìm ra điểm yếu của nó đã.
Liệu là cái đầu của nó lúc nãy ở đâu? Chắc chắn là nó trốn ở trong cái chất bầy nhầy này. Mở đầu ra đi. Uầy, cẩn thận. Ui dồi ôi, nó nổ tung xung quanh con tàu rồi anh em ơi. Chém được vào nó rồi. Điểm yếu của nó ở đâu chứ? Đây rồi, hơi thở lửa. Cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc anh em ơi. Khổ sở thực sự. Và nếu mọi người trông chờ những cái diễn biến tiếp theo như thế nào thì anh em cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Thực sự thì cái con game này cũng đã kết thúc rồi. Và hy vọng là nó sẽ ra phần mới để chúng ta chơi thêm một cái season tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết cái video này.